Hiền Vi. Hôm nay Hiền lại về sớm các bạn ạ. Đây cho nên dịch Covid nó vẫn đang còn ám ảnh trở lại, cho nên là công việc buôn bán nó vẫn còn ế ẩm lắm. Cho nên là không có làm gì nhiều. Cho nên là về sớm. Về sớm mà không biết ở trong nhà có cái gì ăn không nữa các bạn. Mới tắm giặt xong thì đang ngồi nghỉ ngơi ở ngoài hiên nhà dưới cho nó mát đó các bạn. Hôm nay làm gì ăn đây? Tôm nhỏ, rất là nhỏ. Và chiên lên hay sao? Thế là với lại là canh này, rau này, cơm này, hết rồi. Có cá trong đó. Bắt trộm gà của bà đi. Không, bắt trộm gà đi. Không, bắt trộm gà nhà ai? Bà. Không, với bà chủ đó. Sợ chữ đi. Bà không biết sợ chữ. Về bắt đi, mẹ bảo kê cho. Xong rồi là về đi giả vờ nói là đi mua. Mẹ hứa nha. Nhưng mà chưa có chửi lắm. Sợ gì? Sợ lắm. Bắt đi. Hả? Đi bắt gà của bà đi. Sợ à? Sao sợ? Sợ bà chửi. Mẹ bảo kê, có gì thì trả tiền cho bà. Mẹ hứa. Ăn xong trả tiền. Bắt một con gà mà mãi to to, con nào to nhất là bắt. Xong rồi giờ làm thịt nấu cháo. Xong rồi dạ vờ nói là đi mua gà về nấu cháo cho bà ăn. Bà hôm nay chắc bà về muộn đấy. Nhớ luôn. Bắt gà nha. Xin chào bạn nhá. Bây giờ thì Hiền sẽ cùng con bé nhà Hiền đi bắt gà của mẹ làm thịt, là đi nấu cháo cho mẹ ăn. Nhưng mà mẹ nói là bây giờ gà còn có mấy con à, để dành Tết để cho nó đẻ, để cho cháu ăn trứng. Đấy, nhà tại vì nhà lại có cháu ngoại cháu nội đầy đủ hết rồi, cho nên là bây giờ là sẽ ăn trộm của bà một con, rồi bà có chửi thì trả tiền cho bà sau. Bây giờ thì mọi người cùng Hiền đi bắt gà nhá. Đây các bạn ơi, cái con gà này Hiền đã làm xong rồi nha các bạn. Đó. Thì mẹ đi công việc đến tận giờ mẹ còn chưa về nữa, nhưng mà Hiền đã làm xong con gà rồi. Và bây giờ Hiền cho vào nấu cháo nhá. Hiền sẽ không xào, không nấu, về sẽ nghe mùi thơm á. Cho nên là Hiền sẽ cho hết tất cả cái con gà này đi vào nấu cháo luôn, hầm cháo luôn các bạn ạ. Hôm nay ăn cháo đi. Các bạn ơi, bây giờ con gà này do nó ăn ngô với ăn rau củ nhiều á. Đấy, nó không ăn cám cho nên là nó vàng vàng ươm luôn các bạn. Mà Hiền đã vật lộn với con gà này đã xong nhá. Bây giờ Hiền sẽ cho vào nấu cháo nhá các bạn. Bây giờ thì mẹ đi công việc tới tận giờ, mẹ chưa về đâu. À, đi khi mẹ về là Hiền đã thủ tiêu hết lông ấy, Hiền sạch sẽ rồi. Nhà cửa Hiền làm xong thì cái chỗ làm thì Hiền đã chùi rửa sạch bóng rồi các bạn. Đây này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đó, sạch bóng rồi. Bây giờ thì Hiền sẽ đi nấu cháo nhá. Cái này xíu nữa Hiền sẽ đập vào. Còn cái này tí nữa Hành sẽ ăn kèm nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào nấu cháo nhá. Đây các bạn, đây là cái nồi cháo của Hiền chưa nấu đâu, Hiền mới bỏ gạo vào thôi. Đó, Hiền sẽ cho gà vào luôn nhá. Và chúng ta sẽ làm nhanh gọn lẹ các bạn ạ. Còn không là tí nữa về sẽ mẹ sẽ xử lý. Mình cho này vào luôn nhá. Cho hết vào luôn các bạn. Đây các bạn ơi, đây thì nấu một lúc thì có cái nồi cháo gà của Hiền cũng hoàn thành rồi nhá. Đấy các bạn nhìn thấy không, đầu hành Hiền vừa cắt vào đây rồi. Hành tăm Hiền cũng đập dập vào đây rồi các bạn này. Hiền á, các bạn nhìn thấy cái hành tăm không? Đấy, nấu cháo là không thể bao giờ thiếu hành tăm được các bạn ạ. Đấy, và con gà Hiền đã vớt ra nhá. Đây con gà, trời nó nục quá. Đấy các bạn, đấy. Bây giờ Hiền sẽ múc ra nhá các bạn. Múc ra và kêu mẹ vào ăn nhá. Mẹ làm về rồi nhưng mà mẹ vẫn không biết là
Hiền ăn trộm con gà của mẹ, vẫn giữ bí mật đến tận bây giờ các bạn, chưa hề biết. Mẹ chỉ hỏi là nấu cháo gì thôi, nên bảo là mua gà đấy. Đấy. Bây giờ Hiền sẽ múc ra các bạn. Thì đây là các bạn nhá, thì đây là cái món cháo gà mà hôm nay Hiền mua về Hiền làm để cho mẹ ăn nữa nha. Đây 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 đây. Đấy. Hôm nay tí nữa Hiền sẽ xé cái đùi gà ra cho mẹ trước, Hiền sẽ cho mẹ một cái đùi để xem là hôm nay là con gái đi mua gà về cho mẹ ăn có ngon không. Gà đâu mà ngon đấy? Mua đấy, 160.000 một ký. Ngon quá. Nói chuyện. Lại mua muối lên đấy. Con gà này hôm nay thơm quá nhỉ. Rất là chuẩn luôn. Để xé cho mẹ cái đùi xem ăn có ngon không này. Xé cái đùi trước. Xé mẹ cái đùi trước. Bé Vi ăn đùi hay gì? Ăn cái đùi. Ăn cái đùi. À, bé Vi cũng một cái đùi luôn mọi người. Đây. Thôi, mời cả nhà ăn cơm nha. Ăn chảo về ra đi nha. Đó, đây ăn đi. Mời cả thôi. Để con lấy muối ra cho. Ăn ngon quá. Ngon. Ngon quá. Gà nhà mua đâu mà ngon thế? Gà nhà người ta nuôi ngon. Tặng mùi cho gà dạ. Gà nhà mình ăn cũng ngon. Da vàng. Thịt ngon quá. Bé chạy ra đây quậy chanh bé. Thơm quá. Mọi người ăn cơm với gia đình nhà Hiền, ăn cháo với gia đình nhà Hiền nha. Hôm nay nhà Hiền ăn cháo rồi ạ. Ngon quá. Đấy, hôm nay gia đình Hiền ăn cháo. Các bạn ơi, đây là muối chấm cháo tới bác các bạn. Đây, Hiền sẽ bắt cái chanh vào đây nhá. Rồi. Để cho nó cho ngon. Gà Hiền đi mua Hiền cũng phải ăn một cái cánh các bạn. Có cái này là ngon thế. Nhà bác Thơ. Gà nhà bác Thơ đấy. Gà rất là ngon đấy. Thế xin mời các bạn ăn cái cánh với Hiền nhá. Gà nó vừa ăn các bạn ngon lắm. Mê như là tô. Mẹ mà ăn tô này ngoài chợ phải 30.000. Làm có 10.000 đây. Ừ, có gà 10 ngàn. Gà ngon lắm các bạn ạ. Gà rất là ngon luôn. Gà non ngon quá. Đây, mẹ ăn cái mè. Ngon các bạn ạ. Rất là ngon luôn. Còn tôi nó dài quá, nó ăn cái mì. Đó. Xé ra cho. Con gà rất là ngon các bạn. Hôm nay mẹ đi về khá là muộn cho nên Hiền đã làm xong xuôi rồi. Còn không bình thường phải nhờ đến mẹ đấy. Nhưng mà mẹ đi làm về cho nên Hiền đã làm xong rồi đấy. Mẹ thấy ngon không? Ngon quá. Ngon đúng không? Ngon. Gà mẹ mà. Gà của mẹ chẳng không ngon. Sao bạn gà của ba đấy? À mẹ con nhà này nhà ăn trộm gà ba đây nói đi mua nhỉ? Đây các bạn ạ. À. Mẹ cứ tưởng là mua gà thật. Tiền đâu mà mua đâu các bạn, nhà nghèo không có tiền mua. Bắt trộm gà của mẹ. Lại bắt trộm gà của mẹ cho mẹ ăn luôn. Lần này lần sau mà làm thì được phải nói thật thà nha nhá. Các bạn ạ, nhưng chỉ chửi thôi. Chửi nhưng mà bị chửi nhưng mà có gà ăn là được luôn. Không sao. Thật ra là mẹ cũng rất là hiền các bạn ạ. Là biết là mẹ sẽ không quát, mẹ chỉ nói thôi, nhưng mà bắt gà của mẹ để làm thịt ăn xong rồi trả tiền cho mẹ sau. Đấy, video của Hiền cũng xin kết thúc tại đây các bạn nhé. Hiền cứ nghĩ hôm nay sẽ gấp quần áo và chạy ra khỏi nhà luôn, nhưng mà không nhưng mà ngược lại thì mẹ lại không nói gì hết, mẹ chỉ nói như vậy thôi, mẹ chỉ quát vài câu thôi, nhưng mà cũng không sao, có nghĩa là không làm ầm lên thì có nghĩa là cũng sẽ được ở trong nhà các bạn ạ. Video của Hiền xin kết thúc tại đây nha các bạn.